Cũng sắp bây giờ rồi, chờ thêm một tí nữa đi rồi về. Tôi chỉ sợ là hai bà mẹ đang theo dõi chúng ta ở đây thì mẹ. Này, anh nói tôi mới sợ nhá. Ê, này, cô làm cái gì đấy? Cô làm cái gì ở đây? Làm cái gì á? Thế con hồ ly tinh này là con nào? Nói mau! Chuyện này là sao? Cô có ý định gì đây? À, chúng ta đã kết thúc rồi cơ mà. Kết thúc á? Tôi đồng ý kết thúc chưa? Hả cái đồ tệ bạc? Cô nên nhớ nhá. Chính cô là người đã phản bội tôi. Thế mà bây giờ cô còn nói tôi như thế à? Khoan. Chuyện này là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi. Né tôi ra là được, nhá. Con hồ ly tinh em đứng lại nào! Thôi đi, đủ rồi đấy. Cô muốn gì? Muốn gì á? Tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi có thai rồi. Cô còn nói vớ vẩn cái gì đấy? Cô là người đã cắm sừng tôi, bây giờ lại bảo là có thai với tôi. Cô nghĩ tôi là con nít à? Khốn. Ý của anh là anh không chịu thừa nhận cái thai này là của anh chứ gì? Cô... Tôi không biết là cô có ý đồ gì. Nhưng dù gì đấy chăng nữa, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Anh đứng lại cho tôi! Anh Tân! Dạ, em chào chủ tịch. Anh đi xem mắt thế nào rồi ạ? Thôi, cậu đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Tôi đang rầu hết cả ruột đây. Dạ vâng, thì em xin phép để tài liệu ở đây nhé. Ừ. Em ra ngoài nhé. Alo, con nghe à? Mày muốn chọc cho mẹ mày tức điên lên mới chịu được đúng không hả con? Ờ, gì thế mẹ? Chưa gì mẹ đã... Đằng gái kể hết cho mẹ biết rồi. Khôn hồn ý, mà lo liệu cho ổn thỏa. Đừng có để người ta bôi cho chất chấu lên mặt mẹ mày, hiểu chưa? À, ok mẹ, mọi chuyện không phải mẹ nghĩ đâu, mẹ hiểu nhầm rồi. Hiểu lầm cái con khỉ. Mày mà không giải quyết cho đàng hoàng tử tế thì đừng có trách mẹ. Lạnh thế mẹ. Ôi, này, có chuyện gì mà rét mướt như thế này anh hẹn tôi ra đây đấy. Có phải là cô nói chuyện hồi sáng anh đi xem mắt cho mẹ tôi biết không? Hả? Thì tôi nói chuyện với mẹ tôi. Làm sao mà tôi biết được là đến tai mẹ anh? Thế có chuyện gì mà anh cáu lên? Làm sao mà không cáu được? Mẹ tôi đang làm ầm ĩ hết cả lên kìa. Chửi tôi như con ấy. Đây là chuyện của anh, liên quan đến tôi. Mà anh là con của bác. Bác mắng anh như con là đúng rồi còn gì nữa. Thôi, không có chuyện gì tôi đi về đấy. Ê. Làm sao đã xong rồi mà về? Hả? Tôi không biết nhá. Cô phải có trách nhiệm giải thích cho hai bà mẹ biết. Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không đừng có trách tôi đấy. Này, anh lắm chuyện nó vừa thôi. Chẳng phải là anh cũng chẳng hứng thú gì cái việc xem mắt rồi còn cái gì nữa. Mà cái loại người tệ bạc như anh ấy, tôi nói cho mẹ anh biết để mẹ anh biết đường mà dạy dỗ lại đúng rồi còn gì nữa, còn đồ thừa. Cô thì biết cái gì? Chính cô ta là người... Thôi, tôi không cần nghe giải thích. Tôi không muốn quan tâm. Thế nhá, tôi đi về đây. Này, cô... Này, cô làm cái trò gì đấy? Hỏi tôi làm cái gì á? Nước cống đấy. Nó hợp với một con hồ ly tinh như mày đấy. Tao đã bảo với mày rồi, tránh sang Tân Gia cơ mà. Là cô đấy à? Thế sao cô vô lý thế nhở? Tôi đã nói là tôi với anh ta không có mối quan hệ gì cơ mà. Không có gì á. Tao rõ ràng nhìn thấy mày nắm tay nắm chân người đàn ông của tao đấy. Vậy mà mày nói là mày không có gì à? Mày có tin tao càng lắc cái mặt mày ra không? Đồ điên. Đứng lại. Tao cảnh cáo mày, tránh xa anh Tân Gia. Chứ nếu không lần sau không nhẹ nhàng như này đâu, biết chưa? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi với anh ta không là gì của nhau cả. Mà kể cả có là gì của nhau ấy, thì cũng không đến lượt cô đâu. Cùng là đàn bà với nhau, mà sao tôi thấy cô hèn đấy? Mày có tư cách đếch gì nói chuyện với tao? Mày nhớ đấy. Không biết là cái nằm tạp tai gì nữa. Bây giờ nhá, cậu lập ngay một đoàn kiểm tra, đến kiểm tra tôi. Có gì sai phạm ấy, lập tức lập biên bản, chấm dứt hợp đồng ngay. Chứ không phải là cứ dăm ba bữa nửa tháng để kêu ca vấn đề này, vấn đề kia được, hiểu chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi. Đi làm luôn đi. Đâu, chủ tịch của mấy người đâu? Này, cô là ai đấy à? À, đây rồi. Cái gì đây? Cô đến đây làm cái gì? Làm cái gì á?
Anh đi mà hỏi cô Lan của anh đấy. Tôi với anh rõ ràng không có mối quan hệ gì. Thế mà cô ấy dám đến nhà tôi tạt nước vào người tôi này, anh có biết không? Chuyện như thế á? Có chuyện như thế á? Nghe đơn giản nhờ. Tôi không biết chuyện của anh như thế nào, tôi không quan tâm. Thế nhưng mà bây giờ động đến tôi rồi, anh xử như thế nào đây? Cái chuyện này làm sao mà tôi biết được? Cái chuyện của tôi đang rối bời hết cả lên đây này. Này này này, đừng có kiểu mà phủi bỏ trách nhiệm nhá. Mà trông rõ ràng làm ông này bà nọ, thế sao mà hèn thế nhở? Cô vừa phải đấy chứ. Chuyện tôi và cô chấm dứt từ lâu rồi, ai mà hèn. Này, tóm lại là chuyện của anh như thế nào tôi không quan tâm. Anh đi mà nói với cô Lan đấy, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Bực hết cả mình. Càng sinh càng khó hiểu, không thể nào hiểu. Anh ta nhất quyết không chịu, em không biết phải làm sao nữa. Hắn ta không chịu thì cũng phải làm cho hắn ta chịu, để xem hắn ta cứng đến mức nào. Nhưng mà sao em có thấy cái chuyện này nó nguy hiểm? Lần này em nhất định vò được tiền từ hắn ta. Nếu không là anh chết luôn tại đây đấy. Chủ nợ tìm đến tận nhà anh rồi kìa. Thôi rồi, không cần quá lo lắng đâu. Anh tính cả rồi. Sau vụ việc lần này, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Sao? Gặp tôi có việc gì? Cái này cho cô. Quần áo á? Để làm gì? Thì tôi đền cô vụ nước cống. Sao anh phải đền cho tôi? Anh thừa tiền quá à? Dù gì trong chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm mà. Cái gì cô? Người đàn ông mà bỏ người yêu mang bầu của mình mà nói đến hai từ trách nhiệm với tôi á? Thôi thôi, tôi xin anh mặc đồ của anh vào, khéo tôi bị đen lây ấy. Tôi nói rồi, cô không tin thì thôi, tôi chẳng làm gì cô ta cả, thấy chưa? Gì mà căng? Được trai tặng quà cơ đấy à? Ôi, đúng phong cách của cậu này. Nghe vẻ cái tên đấy cũng tâm lý phết đấy nhở? Trả lại đây. Mà này nhá, thấy anh ta cũng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú đấy. Chịu đi chứ còn gì nữa. Chị ơi, cho em một đĩa ốc với một chai rượu nhá. Gớm đời. Này, sau này chết chắc anh phải thiêng lắm ấy nhở. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Sao lại lui tới những nơi như này chứ? Thì cũng như anh thôi. Chủ tịch mà ngồi lề đường thế à? Không ngại thì con ngồi chung đi. Anh mời thì tôi ngồi. Có chuyện gì mà tiểu thư nhà cô đến đây nhậu một mình đấy? Thì chuyện chồng con thôi. Mẹ tôi cứ giục tôi như là cái báo thức ấy. Bực hết cả mình. Mà này, anh có thấy 30 tuổi là già không? Sao các cụ cứ dục loạn hết cả lên đi. Thì lo cô 30 tuổi chưa lấy được chồng bị gọi là bà cô đấy. Này, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy nhá. Được rồi, tôi xin lỗi. Mà tôi tò mò tí nữa, chuyện của anh với cô Lan đấy là như thế nào ấy? Chúng tôi quen nhau được một năm rồi, cũng định đi tới kết hôn. Nhưng mà đùng một cái, tôi phát hiện ra cô ta ngoại tình. Và thế là chấm hết. Thật à? Thế tại sao cô ta lại đến tìm anh gây chuyện? Tôi có biết đâu. Và tôi cũng không có nhu cầu biết. Ra là mấy hôm nay tôi hiểu nhầm anh à? Chứ cô nghĩ tôi là loại đàn ông như thế à? Thì biết đâu được. Mấy tên đàn ông mà giàu có với đẹp trai như anh ấy thì thường hay thế mà. Cô khen tôi đẹp trai sao? Tôi nói thế khi nào chứ? Thế anh cứ định để cô ta làm ấm như thế à? Tôi có làm gì sai đâu mà sợ. Có cô sợ đấy. Tôi sợ cái gì? Anh thử bảo cô ta đem nước cống đây một lần nữa xem nào. Tôi sợ 30 mà cô vẫn chưa lấy được chồng. Người ta gọi là bà cô.
Ông có chàng vô duyên. À, uống đi nhỉ. Được không ạ? Thôi, khổ quá, cũng say lắm rồi. Vào nhà ngủ đi. Tôi chưa say, tôi vẫn còn đang uống được. Thế tôi đang uống, anh đưa rồi đi đâu ấy? Thì đưa cô về nhà chứ, đưa cô đi đâu? Đi vào nhà đi. Này, hay là anh cưới tôi đi. Tôi không muốn trở thành bà cô già dâu xí đâu. Tôi chấp nhận bị tạt nước cống, hay là mắng tôm cũng được luôn. Cô nói điên quái khủng cái gì đấy? Nhà cô đây này, làm ơn vào nhà ngủ giống tôi cái. Nhà tôi ạ. Không, nhà cô thì nhà ai? Đi vào nhà đi. Hay là anh chê tôi giả gì? Tôi biết ngay, đàn ông các anh cứ có tí tiền một tí là chỉ thích gái trẻ, gái đẹp thôi. Tôi thần kinh với cô mà thôi. Cô không có tỉnh táo đâu. Đứng ngoài này lâu ấy là sẽ bị bệnh đấy. Đi đi. Trời ơi, cái gì đây? Trời, say quá rồi đấy. Trời ơi, này, Dung ơi, bạn làm sao đấy? Này, anh kia, anh làm cái gì bạn tôi đấy? Hôm qua thấy anh còn tử tế hiền lành, hôm nay lại còn định làm cái gì bạn tôi đấy hả? Khổ quá, tôi có làm gì bạn cô đâu, có mà bạn cô giở trò với tôi gì rồi, nhìn đây. Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh mà có ý định làm gì bạn tôi, đừng có trách tôi đấy. Tôi nói rồi là tôi không có làm gì bạn cô cả. Nghe rõ chưa? Thôi, cô đưa bạn cô vào nhà nghỉ ngơi đi, cứ hộ tôi cái. Tôi sẽ không bao giờ cảm ơn anh đâu. Say để còn nắm chuyện. Nhèo. Dạ thưa anh, cái cô gái hôm trước cứ làm gì ở ngoài cửa trông cứ thập thà thập thụt đi anh ạ. Cô gái hôm trước là Dung á? Dạ vâng, trông cô ấy mờ ám lắm ạ. Tôi xin lỗi anh nhá, hôm qua tôi say quá cho nên tôi nói lung tung. Không được, mình là nữ cường cơ mà, làm sao mà phải hạ mình như thế nhỉ? Hôm qua tôi say quá, tôi để quên cái túi sách. Anh có cầm không thì trả đây. Không được, đi xin mà như thế, vả mồm chết. Làm sao đi nhở? Ủa lạy chúa, anh phải làm tôi giật mình chết thì anh mới chịu được đấy hả? Tôi xin lỗi, được chưa? Mà cô làm gì mà mờ ám ám ở đây đấy hả? Qua tôi để quên cái túi sách, trả đây cho tôi đi. Tôi để ngoài xe kìa, để từ đây cho. À mày này, hôm qua tôi... Yên tâm đi, hôm qua cô không nói gì cả. Đừng có mà lừa tôi biết thừa cái tính của tôi ấy, cứ uống rượu say vào là ăn nói lảm nhảm ấy. Khổ đấy, buồn cười nhỉ. Thế bây giờ tôi lừa cô được cái lợi lộc gì đâu. Mà ăn sáng nhá. Tôi đói. Mồm thì kêu là không đói, bụng ống ọc ống ọc. Thôi, đi ra kia, tôi mời cô ăn sáng. Đi. Đấy. Sao thế? Vẫn còn đang say à? Tôi tưởng tiểu lượng của cô tốt lắm cơ mà. Thì... mà anh lo ăn phần của mình đi. Để ý tôi làm gì? Anh nhìn tôi mới không ăn được đấy. Thì con hồ ly tinh, tại sao mày vẫn qua lại với người yêu của tao? Mày muốn chết phải không? Xin chào cả nhà nhá, để sau hôm nay có cái gì nào? Chủ tịch của tập đoàn SVM ấy đi bỏ người yêu mang bầu của mình để chạy theo hồ ly tinh đấy, không để chuyện này chìm được nha mọi người ơi. Nào, chia sẻ nhá mọi người nào. Hai người nói bừa cái gì đấy? Tóm lại, cô đang có âm mưu gì? Âm mưu á? Đúng, tôi đang giở trò đấy. Tôi là cái loại đàn bà khốn nạn đến mức dùng con của chúng ta để giở trò đấy. Cái thứ đàn ông tệ bạc, anh có chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình không ạ?
Tôi nhịn cô hết nổi rồi nhá. Chính cô là người đã phản bội tôi. Bây giờ cô còn vu oan giá họa tôi à? Nói đi, cô có mưu gì? Tiền. Nếu không chịu trách nhiệm ấy, thì xòe tiền ra đây bịt miệng bọn này lại. Được chưa? Chưa live stream đâu, đừng lo. Cậu biết ngay là tiền mà. Chỉ có thể là tiền thôi. Đúng là tiểu nhân thì chỉ có thể đi được với tiểu nhân. Con hồ ly tinh, mày nói tiểu nhân cơ? Tôi nói cô đấy. Mà này, sao cùng là phụ nữ với nhau mà cô làm tôi mất mặt thế nhở? Thì còn cấu này nữa. Này, cô quá đáng quá rồi đấy. À, thế nói nãy giờ vẫn chưa hiểu à? Thế bây giờ có định xòe tiền ra hay không? Hay là muốn thằng này đưa lên trang nhất hàng ngày chủ tịch? Tôi biết thừa, cậu chính là người đã cặp kè với cô ấy trong thời gian chúng tôi quen nhau. Cậu đừng giả ngây giả ngô nữa. Biết thì làm sao? Mày làm gì được tao? À, cái cộng đồng mạng này chỉ thích nghe tin chủ tịch phản bội người yêu thôi, chứ không quan tâm gì đến thằng này cả nhá. Chỉ cần 30 giây thôi là mày và cái con nhỏ này sáng nhất cái Hà Nội này luôn. Này, các người nghĩ anh Tân là ai mà muốn lừa thì lừa được một cách dễ dàng như vậy hả? Này, định dở trò gì đấy? Xem đi. Muốn lừa anh Tân á? Các người còn non và xanh lắm. Muốn lừa được anh ấy thì phải tu thêm vài kiếp nữa thì may ra mới lừa được. Tự khốn. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Dù gì thì cũng từng quen biết nhau. Cô ấy để cho tôi dành cho cô một chút tôn trọng đi. Anh Duy, phải làm sao bây giờ? Còn làm cái gì nữa? Vô dụng. Này, nói như vậy cũng chưa đủ à? Anh Tân, em biết em sai rồi. Anh cho em một cơ hội được không? Vì con của chúng ta. Đến giờ này mà cô còn giả ngây giả ngô nữa. Giả tạo thật đấy. Cô xấu như thế không biết mệt à? Anh... Này, phải mạnh tay thì cô mới chịu đấy à? Đi! Anh Tân! Chúc mừng anh nhá. Thế là tôi với anh đã vượt qua một kiếp nạn rồi. Chưa hết đâu, vẫn còn một kiếp nạn nữa. Kiếp nạn á? Kiếp nạn gì? Anh nói làm tôi sợ đấy. Kiếp nạn của hai bà mẹ đấy. Đúng rồi nhở. Ê ui, nhắc đến tôi mới sợ đấy. Không biết làm thế nào bây giờ cả. Hôm qua cô say ấy, cô nói là cô muốn lấy tôi. Cô nhớ không? Thì đấy là tôi say thôi, tôi chẳng nhớ gì hết đấy, anh đừng có nhắc lại nữa. Nói thật là không biết sao chứ tôi thấy cô cũng dễ thương. Ăn nói linh tinh. Hay là chúng ta tìm hiểu nhau đi. Dù gì thì cũng không mất cái gì mà. Được không? Anh không muốn tìm hiểu một người như tôi đâu. Ai bảo thế chứ. Em chính là cô gái mà anh muốn tìm hiểu đấy.